tối, công chiếu trên YouTube ngày 10 tháng 6. Thôi, ở đời ấy, phải có những lúc biết buông bỏ. Kìa, người yêu đuổi theo đòi quay lại đấy. Đúng không? Có tin vô chuyện ma quỷ và năng lực tâm linh không? Cũng có. Sao anh lại có khả năng thì, đó? Lúc kia anh xém bị chết đuối á. Sau lần đó thì anh chẳng may thấy được mấy vụ này luôn. Vậy chứ anh có nhớ cái bóng của cô gái hôm qua trên cửa sổ mà cả hai đứa mình đều thấy không? Ừ, sao? Cô không phải là người đâu. Cô là ma đó. Thấy cổ về kêu cứu em 3 đêm liên tiếp rồi. Chắc là cổ không? Em chỉ cần nhờ anh bẻ khóa cho em đột nhập trong cái nhà đó. Còn lại mọi chuyện để em lo. Ê, anh không có làm chuyện vi pháp đâu nha. Nếu như tất cả mọi chuyện đúng như theo linh cảm của em á, là người chủ nhà đang che giấu một điều gì đó bí mật. Anh thấy cái ông thầy này á, có cái gì đó không có bình thường nha. Anh nói vậy là sao? Không một cái chết nào với nó có thể đủ làm cho ta thỏa mãn. Ê, bớt giận. Ông không còn là chính ông nữa. Năng lực cao nhất của em có thể cảm nhận về không gian, đi về quá khứ của cái phòng này, nhưng mà không được đi quá xa. Nếu mà lạm dụng thì có thể bị sốt huyết, đột quỵ. Yeah. Không có đứa trẻ nào có thể thoát khỏi ánh mắt của người già. Đồng chí coi thử anh đang nghĩ gì. Không, em không làm được với người. Có gì kỳ vậy? Em có phải ông đầu chọc trong X-Men đâu mà kỳ. Wow. Yên tối, công chiếu trên YouTube ngày 10 tháng 6.